Hôm nay 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với quán bar Lost and Found số 28 Bạch Đằng vì vi phạm các quy định về tiếng ồn, đồng thời đình chỉ việc sử dụng các thiết bị âm thanh công suất lớn trong thời gian 6 tháng. Trước đó thì nhận được phản ánh của người dân về việc quán bar trên lấn chiếm vỉa hè gây ô nhiễm tiếng ồn, Ban biên tập báo giao thông chỉ đạo phóng viên Vĩnh Nhân đến ghi nhận thực tế. Vào tối 11 tháng 3, phóng viên này đứng bên kia đường phía đối diện quán dùng điện thoại di động quay hình tư liệu về thực trạng lấn chiếm vỉa hè và âm thanh ồn ào thì bị nhóm người từ trong quán hành hung, tịch thu đồ đạc tác nghiệp, giấy tờ. Trích xuất camera cho thấy là phóng viên Vĩnh Nhân bị đánh nhiều lần vào rạng sáng và vụ việc kéo dài gần 2 giờ. Qua quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nguyễn Đông Nghi, 30 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu về hành vi cố ý gây thương tích.